xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hiện tại Phương đang có mặt ở gần chợ Bến Tre cả nhà. Thì Phương đang đứng ở cái góc đường là Phan Ngọc Tòng và đường Lê Lợi. Thì hôm nay Phương tìm tới đây là trước mặt cả nhà là quán phở Thanh Xuân 1. Thì Phương quyết định tìm tới đây để quay và cũng như chia sẻ lên cho cả nhà cùng được biết là cái quán phở này mở bán rất là lâu đời dữ lắm rồi đó cả nhà. Thì Phương biết cái Phương được biết cái quán phở này thì cũng do mẹ của Phương chỉ đó. Quán này chú bán từ cái lúc mà mẹ Phương còn mới có mười mấy tuổi rồi cho đến tận bây giờ luôn á cả nhà. Thật sự là bây giờ á Phương đi qua tới đây là 11 giờ trưa nhưng mà quán rất là đông luôn, rất là đông khách luôn á. Thường thường á là bán đồ ăn sáng thì tầm giờ này là vắng khách rồi, nhưng mà ngược lại là quán rất là đông. Ở đây á Phương, em mẹ Phương chia sẻ là đặc biệt á, ở đây là cái món có thêm là ốc bò đó cả nhà. Thì thật sự nghe nó cũng rất là tò mò. Phương tò mò là cái tiếng ốc bò đó đó. Thì bây giờ Phương sẽ qua bên đó gặp chú chủ quán, rồi mình trò chuyện với chú một chút xíu, rồi Phương sẽ kêu một cái tô phở cùng với chén ốc bò và quay cho cả nhà cùng được xem nha. Và cũng như là cái giá cả của tô phở này là ngày xưa bao nhiêu và tính tới ngày điểm giờ là cái tô bao nhiêu nha cả nhà. Phương xin mời cả nhà cùng Phương đến gặp chú nha. Đây này cả nhà, hiện tại thì Phương đã bước vào bên trong quán. Thì phía trước cái nhà đây là để giá 30.000 tô đó hả chị? Dạ. Dạ. Cái có bảng giá đủ thứ nha cả nhà, mà phở bò kho chiến thêm tô nhỏ tô lớn. Ủa chị, sao em không thấy cái ốc à? Có ốc nè, bò viên gân ốc 17.000 một chén nha cả nhà. Cái món ốc là điều đặc biệt là Phương rất là tò mò là thêm cái chén ốc bò đó đó. Chị ở đây mình bán ở đây là mấy chục năm rồi chị? Anh Tư mấy chục năm rồi, mấy hai đời luôn hết Tư. Dạ để em qua hỏi chú. Dạ, đi. Hỏi, dạ. Để một chút mình sẽ quay trở lại đây trò chuyện cùng với chị nha cả nhà. Dạ con chào chú. Chú tên gì vậy chú? Tên Ngô Đức Trọng. Dạ, đây con thấy cái tiệm mình là tên Thanh Xuân. Thanh Xuân được của ông già xưa. Làm mình bán ở đây là mấy chục năm rồi? 40 mấy năm rồi. Con nghe mẹ con cũng nói là lúc mà mẹ con ăn quý vị biết con này là mẹ mới có mười mấy tuổi rồi. Bây giờ là 60 mấy rồi á. Thì đó là của ông già, rồi ông già để lại ông anh. Rồi dạ. Ông anh chết rồi giờ lại chú. Là ba đời rồi hả chú? Dạ. Là mình bán về từ mấy giờ tới mấy giờ chú? 6 giờ sáng bán tới 10 giờ tối. Bán suốt luôn hả chú? Hồi nãy con cứ nghĩ là qua buổi trưa này không biết có đầu khách thì không. Còn với lại con rất là tò mò cái món ốc bò đó chú. Thêm cái chén ốc bò. Chén ốc vậy là 17.000. Dạ. Còn tỷ là 30.000 chứ. Có tỷ nữa. Dạ. Để ngồi làm tỷ. Một hồi Phương sẽ gọi cái món tỷ thêm cái chén ốc với lại cái chén tỷ cho cả nhà cùng được xem nha. Tại vì con chưa có thấy cái chỗ nào mà gọi là bán phở được kèm theo những cái món thêm như là ốc với tỷ á. Ốc tỷ rồi xương bò được, có đầy đủ đó. Dạ, thì ở đây là chú bán mấy chục năm, gọi là ba đời rồi đó mọi người. Thì cái quán của chú là nằm ngay cái góc đường Lê Lợi với lại đường Phan Tòng với Lê Lợi. Đường gì chút? Đường Phan Tòng với Lê Lợi. Dạ. Bên đây là thẳng xuống Phan Tòng. Nói chung là cũng dễ tìm lắm nha mọi người. Cái quán Thanh Xuân 1, con thấy Thanh Xuân 1 thì địa chỉ chi nhánh 2 đâu chút? Ở trong bờ hồ nè, sau lưng khách sạn là luôn hả? Dạ. Là hiện tại là chú đang có chi nhánh 2. Hai chi nhánh thôi chú. Dạ. Hiện tại là chú quán này là bán từ xưa giờ. Còn quán kia thì mới mở đây. Dạ. Con thấy nhìn đằng nguyên hai cái nồi thấy thèm lắm mọi người. Để là Phương qua Phương quay cho cả nhà cùng xem nha. Dạ. Chú con qua bên này xin phép. Dạ.
Em chào chị nha. Dạ. Đây này cái nhà. Đây là bên này bò kho hả chị? Không, cái này là phở hết, hai bên này là phở hết hả? Dạ. Cái này là mấy bò kho này. À, bò kho là bên trong này nè nha mọi dạ, người. Đúng rồi. Cái này là bò kho. Còn đây là trộn nước trộn, đây là này là ốc tỉ nữa. Đây cái này là ốc với tỉ dạ, nha. Ốc tỉ. Đây là tái. Nhìn cái nồi rất là hấp dẫn luôn á. Để em lại em quay cái xô ốc. Đây này cả nhà, thì cái này là ốc bò nè. Tái hủ tiếu ốc hành. Thì hồi nãy chú nói một cái chén tôm tỉ là 30.000, còn cái ốc là 17.000. Bây giờ ngon quá, không biết ăn cái nào trước luôn. Cái này là tỉ nha em. Tỉ bò. Dạ, cái này là ốc. Cái này cả nhà. Cái này là ốc. Nát xương. Rồi bây giờ chị cho em cái tô tô phở lắm mà. Đây, tớ vô đi tớ. Bánh hủ tiếu đi. Dạ dạ. Để chị chủ vô ấy. Bây giờ chị chủ cho cô. Cho phiền đấy. Cho phòng hành á. Con cái phở nhưng mà để bánh hủ tiếu thôi cô. Cái này là mình đưa cho khách đó hả con? Đang lấy cho khách là một phần như vậy là 17.000 ăn lẫn nha. Không hành. Để đó họ con kêu luôn. Kêu thêm phần đó. Con mấy người? Con đi mấy người nè, mà con không hành hay con thắc mắc con thấy cái điều mà đặc biệt con muốn tìm tới là cái này nè, cái món ốc với tỉ. Dạ. Còn đây sườn bò. Tại vì phở thì mình cũng đâu cũng thấy đâu. Mọi người đây là sườn nữa. Ừ. Đây con này nghe mẹ con nói là bán cái này chú bán là rất là lâu rồi, từ hồi mẹ con bây giờ. Hồi năm nếu mà tính là năm đời. Năm đời hả? Ừ. Tính là từ đầu cho tới bây giờ luôn là năm. Năm đời hả mọi người? Chứ không phải là ba đời đâu nha, năm đời đó. Bây giờ cái này là tên quán là Thanh Xuân 1 nha cả nhà. Để Phương sẽ kêu nói cô làm một tô Phương ăn thử. Con ăn bánh gì? Dạ con ăn bánh một tiếp. Đây là gân nè. Vậy mình hai lò nước lèo đã quá. Mình bán suốt vậy luôn đó hả con? Bán tới 10 giờ tối, 6 giờ sáng 10 giờ tối. Cái này là luộc để sẵn về rồi khi mà ai ăn nạo rồi mình mới dán mình cắt ra ngoài đầu nè. Trời ơi nhìn đã chưa cả nhà. Con thấy nhiều chỗ vậy bán bò khô mà nó lỏng quá. Nó lỏng nhìn giống như là nước hủ tiếu vậy. Nhưng bò kho đây là cô nấu đúng chất bò kho luôn á cả nhà. Bò kho là phải như vậy nè, nó sần sệt vậy nè, chứ mà nhiều nơi á là Phương thấy là nấu rất là lỏng, nấu lỏng bỏng như nước lèo vậy đó. Đó rất là ngon luôn. Để bây giờ mình sẽ ra mình thử cái tô phở bánh hủ tiếu của Phương, và kèm theo cái chén ốc bò. Chào mọi người, thì hồi nãy Phương kêu một cái tô phở tái bánh hủ tiếu thì với lại kèm theo một cái chén ốc bò là cả nhà, kèm theo một cái chén ốc bò này là 17.000, và cái tô phở ở đây giá của chú bán là 30.000 một tô rồi. Đặc biệt là bên này là chú tặng cho Phương đó cả nhà, chú tặng cho Phương cái chén tủy này nè, cái tô tủy này nè, tặng hai tô luôn. Lại đây chú tặng hai cái tô tủy luôn á. Thì bây giờ Phương sẽ ăn phở cái rồi theo cái hương vị của cái phở này như thế nào, và cái ốc cũng như là cái tủy nữa nha cả nhà, cho cả nhà cùng được biết nha. Mình ăn cái này chắc lên được 2 tiếng rồi.
tế đây làm nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Hủ sa tế nè, còn hấp dẫn dữ lắm. Đó thêm hủ sa tế nữa. Đây mọi người, xin mời mọi người nha. Tại 8 giờ về tới Bến Tre thì
Phương không có nói xạo đâu, cứ ghé đây mà ăn thử cái thưởng thức cái món phở của chú đi. Cái quán phở chú là quán phở Thanh Xuân nha. Mọi người có thể sờ trên Google cũng biết nữa. Bánh lỡ hả? À, quán của chú là tìm tới là nói là lại chỗ bến lỡ thì dễ ai cũng biết nha cả nhà. Nếu mà mình không biết á, không biết địa chỉ á, nói chung là rất là dễ tìm, mọi người có thể tìm tới mà thưởng thức thử nha. Dạ thì Phương xin kết thúc video ở đây, tạm biệt mọi người, chào tạm biệt mọi người, những gặp lại mọi người những video tiếp theo.